Tấm card Ri là tấm card làm nên thương hiệu của Color Tiger. Mặc dù vũ khí của anh ấy cũng rất trì và này nọ khi khả năng tấn công ở cả hai tay với phạm vi tấn công khá cao, có thể đỡ một số lần tấn công vì kích thước của vũ khí là vô cùng lớn. Nhưng thương hiệu của anh được tạo nên từ sức mạnh đóng băng từ con hổ mà anh ấy sở hữu. Thường thì anh ấy sẽ đóng băng những micro monster kẻ thù, làm chúng gián đoạn hành động để ra tay đánh lén kẻ thù. Vì bản chất khi những rider sử dụng tới micro monster, họ đã có ý định dứt điểm đối phương. Khi micro monster của họ đột nhiên ngừng hoạt động sẽ là một đòn tâm lý cực kỳ lớn và hoãn lại việc hành động của họ. Đây là một thời cơ vô cùng thích hợp để một kẻ sở hữu sức mạnh của loài hổ nhảy ra để vồ con mồi khi chúng mất cảnh giác. Phong cách chiến đấu đầy ngoan dã như vậy cũng chỉ có thể đến từ Color Tiger mà thôi.